Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sin City và mình là Cindy. Ngày hôm nay sau rất là nhiều đắn đo trăn trở thì cuối cùng mình cũng làm video này, và video này chính là sẽ kể cho các bạn nghe một cái bí mật này. Tuy nhiên mình chỉ nói đùa thôi. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người routine tóc của mình, đó là những gì, những cái sản phẩm nào mà mình sử dụng cho mái tóc của mình để bảo vệ và cho mái tóc chắc khỏe. Châm ngôn của mình là chắc và khỏe. Tóc của mình là một mái tóc dài tầm thắt lưng. Lưng quần. Đương nhiên với ưu điểm là tóc khỏe mạnh như vậy, nhưng mà đồng thời mình cũng là đứa rất là nghịch tóc, cho nên tầm 4 năm trở lại đây thì mình tẩy tóc liên tục. Trong đó thì 1 năm đầu thì mình tẩy trắng cả đầu luôn, rồi sau đó thì mình khôn ra được một tí, không còn chơi ngu nữa, thì mình tẩy tóc kiểu balayage như hiện tại. Thì vấn đề về chẳng hạn như là haircut hoặc là hair color, màu tóc của mình thì mình sẽ giữ cho một cái video tiếp theo. Cái đầu tiên ngày hôm nay đó chính là hair routine, là những sản phẩm mình sử dụng. Cái thứ hai là kiểu tóc của mình và màu tóc này nọ, nói chung là cái style tóc của mình. Và cái thứ ba sẽ là những cái tip để mà chúng ta có được tóc chắc khỏe. Trong video này thì 100% những cái sản phẩm mình sử dụng thì trong đây chỉ có một sản phẩm được drugstore mà thôi. Thì nếu như mà bạn xem video này và bạn buông lời khiếm nhã chẳng hạn như là xài quá nhiều tiền như vậy, đương nhiên tóc phải đẹp rồi, cần chi phải tốn nhiều tiền như vậy, xài bột kế là đẹp rồi, tóc nó nhìn chả có mượt mà gì cả, thì mình chỉ muốn nói là I don't care. Mình không quan tâm, tại vì cái thứ nhất là đây là tóc của mình, cái thứ hai là mình chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái gì mà mình đã sử dụng và thật sự nó có tác dụng. Bạn muốn mình recommend cho bạn một cái sản phẩm là nó thật sự có tác dụng, hay là bạn muốn mình recommend cho bạn một cái sản phẩm mà chỉ là do nó rẻ mà thôi mà hoàn toàn không có tác dụng. Đó là do tại sao mình nói là mình không quan tâm. Còn nếu như bạn không đồng ý thì đương nhiên là bạn có quyền nghĩ theo ý kiến riêng của mình, và tóc của bạn thì bạn muốn làm gì bạn làm thôi. Còn đây là tóc của mình thì đây là những gì mình làm. Mình muốn nói là tóc mình là chất tóc xoăn và rất là cứng, tại vì mình lai ấn. Cho nên bất cứ mình dùng cái gì đi nữa, dùng vàng trét lên đầu đi nữa, hoặc là trước khi mà mình dùng tới những cái hóa chất này, thì tóc của mình cũng không hề được suôn mượt xinh xiêu đâu. Tại vì đó là bản chất của mái tóc của mình rồi. Trước khi buông những lời khiếm nhã đó thì check your facts. Mình đã dùng rất nhiều sản phẩm trong vòng 4-5 năm gần đây. Và ban đầu khi mà mình nói là cuối cùng mình cũng làm video này, tại sao, đó là tại vì mình biết là có rất là nhiều người định kiến về cái chuyện chăm sóc tóc. Mình là một người rất yêu mái tóc của mình. Mình tìm hiểu rất là nhiều và mình tập trung vào cái chuyện chăm sóc tóc của mình. Và đặc biệt hair care là chăm sóc tóc thì không phổ biến tới như skincare. Thói quen tiêu dùng thì khi mà mình nghĩ tới skincare thì mình tiêu tiện nó đáng hơn chẳng hạn. Nếu như mà bạn thật sự muốn biết là mình sử dụng những cái sản phẩm nào để cho mái tóc tẩy suốt 4 năm của mình mà vẫn chắc khỏe như vậy thì các bạn hãy tiếp tục xem nhé. Ok, và mình sẽ đi theo trình tự những cái gì mà mình làm trong một cái routine luôn. Cái sản phẩm đầu tiên mình muốn nhắc tới Olaplex. Mình đã nói về rất nhiều trên Instagram, đây lần có thể lần đầu tiên hoặc lần thứ hai gì đó mà mình nhắc tới trên YouTube của mình thôi. Olaplex là thứ cốt yếu giúp mình cứu được mái tóc của mình. Thì Olaplex là gì? Nó là một cái công nghệ rất là phức tạp về hóa học, mà mình thì là đứa ngu hóa, cho nên các bạn có thể chỉ cần gõ cái tên nó và sau đó lên website của người ta đọc sẽ rõ hơn là mình giải thích cho các bạn. Nhưng mà nói đơn giản, nó như là một cái chất để mà gắn kết hai cái cấu trúc tóc lại. Khi mà các bạn tẩy tóc hoặc là làm gì đó mà có hại cho tóc thì những cái cấu trúc tóc bị vỡ ra thì nó sẽ làm đứt tóc hoặc là gãy tóc này nọ. Thì Olaplex như một cái thằng trung gian ở giữa nắm tay kéo hai thằng chuẩn bị chia xa nhau rồi. Và hair dresser của mình ở đây đặc biệt gọi các thằng Olaplex này là Liquid Gold. Mình nghĩ là tất cả những cái hair salon uy tín hiện giờ, nếu mà tẩy tóc, các bạn nên nhớ là nếu mà nhuộm như màu sáng thì chắc chắn có tẩy trong đó. Thì tất cả những cái quá trình liên quan tới tẩy tóc hoặc này nọ đều được sử dụng Olaplex. Thì trong đó bước 1 và bước 2 thì dùng ở hair salon, tại vì nó yêu cầu các bạn là phải biết mix cái formula và một cái lượng nào đó bla bla bla. Thì cái đó thì chỉ có những người mà người ta có làm tóc thì người ta mới nên xài thôi. Còn bắt đầu từ số 3 trở đi là những cái mà Olaplex đem ra bán ở thị trường. Thì cái số 3 này nó là hair treatment. Khi mà chúng ta nghe hair treatment thì chúng ta nghĩ nó là cái mà như là mask, là mặt nạ tóc thì chúng ta xài phía sau. Mà không phải, Olaplex đánh số sản phẩm như thế nào thì mình xài trình tự như thế đó. 1, 2 là mình đã có ở hair salon khi mà mình đi tẩy tóc rồi, mình về nhà. Thì kế tiếp đó là bước thứ 3, là number 3 của nó. Thì cái số 3 này là cái mà chúng ta sử dụng trước khi chúng ta dùng dầu gội đầu. Trước khi mà chúng ta đi gội đầu, chúng ta làm ướt tóc. Cái số 3 này nó chỉ work trên tóc ẩm mà thôi. Hãy nên nhớ điều đó nha các bạn. Nếu mà các bạn mua cái này về nó không có rẻ mà các bạn còn xài sai, nó không có tác dụng thì rất là tiếc. Chúng ta làm ẩm hoặc làm ướt tóc, chúng ta apply nó lên, chúng ta để nửa tiếng, một tiếng, tùy theo thời gian nào bạn có. Mình thường để 45 phút. Sau đó thì chúng ta đi gội với dầu gội.
Thì cái number 3 này đó chính là treatment mà hồi nãy mình đã có giải thích, là những bạn nào mà đã có number 1 và number 2 ở trên tóc như mình, chúng ta cứ tiếp tục xài cái số 3 này để giúp như là touch up. Và nếu như mà bạn nào không có cái treatment số 1 và số 2, đương nhiên bạn vẫn xài được cái số 3 này. Chỉ là cái số 3 này nó rất là dịu nhẹ, chứ nó không phải kiểu như là powerful như là cái số 1, cái số 2. Cho nên, nhưng mà mình cam đoan là nó thật sự có tác dụng ngay cả khi bạn không xài số 1 và số 2. Chỉ là nó không phải là miracle, nhưng mà nó vẫn tốt hơn những cái treatment khác. Tại vì Olaplex nó là cái sản phẩm duy nhất mình thấy trên thị trường cho tới thời điểm hiện tại mà có khả năng giúp phục hồi tóc. Và cái treatment này mình xài không phải để dùng mượt, chỉ là để phục hồi tóc và giúp tóc mình không bị gãy rụng mà thôi. Nói mà thôi, nhưng mà thật ra đó là yêu cầu duy nhất của mình về tóc của mình. Đây, cái tiếp thì mình sẽ nói tới là dầu gội và dầu xả. Mình cũng xài Olaplex. Number 4, cái số 4 là shampoo, là dầu gội. Number 5, số 5 đó là conditioner, là dầu xả. Dầu gội này đó là best shampoo ever, là dầu gội tốt nhất nào giờ mình xài. Và các bạn nên nhớ là trong vòng 1 năm trước khi mình dùng cái này, tại vì Olaplex dầu gội này chỉ mới ra sau này mà thôi, thì trước đó mình xài cũng rất là nhiều dầu gội đắt tiền, chứ không phải là dầu gội drugstore. Nó work và nó có tác dụng, nhưng mà chỉ đến khi mình xài cái số 4 này rồi mình chắc chắn là nó là cái dầu gội tốt nhất cho tóc của mình từng xài. Mình có viết một cái blog post rất là chi tiết về cái em này. Cái thứ nhất mình nói là best nhất là tại vì cái texture, là cái chất của nó cực kỳ đặc biệt luôn. Nó rất là đặc, cho nên mỗi lần mình xài chỉ cần lấy một đồng xu mà thôi. Và sau đó nó là sulfate free, paraben free, gluten free và vegan, color safe, có nghĩa là nó an toàn cho tóc nhuộm nữa. Sulfate là cái chất mà giúp cho dầu gội hoặc là sữa rửa mặt này nọ mà nó tạo bọt á, thì đương nhiên là cái chất đó, các bạn, mình nghĩ là hiện tại các bạn cũng biết là chất đó làm gây khô cho bề mặt rất là nhiều, không tốt cho tóc, không tốt cho da. Cho nên đây là dầu gội hoàn toàn không có đó, vì nó không có sulfate nhưng mà nó tạo bọt cực kỳ mịn. Đây là cái đầu tiên mình xài là nó tạo bọt mịn như vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là nó như là bọt kem vậy đó, nó trải đều hết cả tóc, phải là như những cái bọt xốp kia khi bạn massage vào đầu, cảm giác rất là đã. Tuy nhiên là nó cực kỳ powerful vậy đó, khi chúng ta rửa đi tóc cực kỳ sạch nhưng mà lại không bị khô tóc, không bị khô da đầu. Và mình nghĩ đó là lý do tại sao mà cái dầu gội này cực kỳ gentle và mềm, là dịu nhẹ cho da đầu. Những ai mà da đầu nhạy cảm, những ai mà da đầu bị khô thì mình nghĩ là những cái dầu gội này sẽ cực kỳ tốt cho bạn. Ngay cả khi mình xài những cái dầu gội đắt tiền khác thì sau khi xài dầu gội xong mình vẫn cảm giác tóc hơi khô một tí. Có nhiều khi mà mình recommend cái này trên Instagram thì cũng có nhiều bạn bảo xài cái này xong thì các bạn bảo là thậm chí nó cho cái mái tóc sạch và mượt như là đã xài dầu xả rồi, nhưng mà bị không bị cái nhum nhớp của cái dầu xả. Tại vì những cái dầu xả, đặc biệt là drugstore, thì nó hay bị những cái nhớp, mình không biết nó cho cái gì ở trong đó, có thể là quá nhiều silicone chẳng hạn. Vì một trong những lý do đó mà tóc của chúng ta bị bí và rất là dễ hư tổn về lâu về dài. Cái dòng dầu gội và dầu xả này thì nó không có những cái mùi mà quá thơm, cái mùi của nó chỉ hơi như là mùi chanh bưởi một tí. Tại vì mình thích như vậy, tại vì mình thích xài nước hoa này nọ. Nếu mà cái dầu gội mà nó quá thơm á, thì thành ra cái người mình nó có 2-3 mùi cùng một lúc thì nó lại choảng nhau, cho nên mình không thích cái điều đó. Cái số 5 là dầu xả. Thì dầu xả của Olaplex đặc biệt là nó không hề, nếu như bạn nào nha mà quen với cái cảm giác mà gội xong mà tóc kiểu như xuống là xuống mưa, cái là mưa, nó thẳng ra là cái cảm giác mà một đống silicone đem lại á, thì bạn sẽ hoàn toàn không thích cái dòng Olaplex này. Tại vì cái chủ trương của nó làm cho tóc thật sự chắc khỏe. Cái dầu xả này cũng với chủ trương đó là làm cho tóc chúng ta bóng, khỏe, có làm ẩm mượt tóc, nhưng mà không có những cái silicone gây hại cho tóc nhiều, cho nên nó sẽ không cảm giác là cực kỳ sleek, là trơn mượt và bị như hồi nãy mình nói cảm giác nhớp nhớp á. Các bạn dùng về lâu dài thì cái này các bạn sẽ cảm nhận được là tóc của chúng ta có improvement, là nó càng ngày càng trở lại nên tốt hơn, cũng như là nó được khôi phục lại vì đó. Nhưng mà đặc biệt thì mình nghĩ là sau khi mình xong cái chai này á thì mình sẽ không mua lại, tại vì không phải là vì nó không tốt quá, nhưng mà tại vì nó không wow mình được nhiều tới như là cái dầu gội. Cái lý do thứ hai là tại vì mình không phải là một đứa xài dầu xả. Nếu như bạn nào có tóc mỏng hơn và các bạn không thể nào mà chịu được sử dụng mask sau mỗi lần gội luôn, thì các bạn nên xài dầu xả này. Như mình đã nói là tóc dày, cho nên sau mỗi lần gội á, mình nhảy thẳng vào mình xài mask luôn. Mình sẽ để link của tất cả những sản phẩm ở dưới description box và các bạn có thể check out tất cả những sản phẩm mình nói trong video này. Một cái chai này là 250ml và mình xài trong vòng 3 tháng hoặc là 3 tháng hơn. Và tóc mình thì các bạn biết là rất là nhiều và rất là dài, cho nên nó, mình công nhận là một cái chai nhìn thì nó nhỏ mà tại vì nó không có tốn
quá nhiều cho bao bì á, cho nên thật ra cái lượng nó rất là nhiều. Trước khi mình xài Olaplex thì một loại mà cũng dòng cao cấp mà mình muốn nói tới đó chính là tí. Mình mua hai chai này xong, tại vì trước khi xài Olaplex thì đây là cục cưng của mình. Đây là dòng Pureology, cái này là Strength Cure là để giúp tóc chắc khỏe mượt mà hơn. Còn cái này là dòng Perfect for Platinum, là dầu gội xanh, dầu gội tím, các bạn muốn gọi xanh hay tím gì cũng được. Tại vì thật sự là nó mix hai màu vào nhau. Đây là cái dầu gội dùng để cho những cái tóc tẩy hoặc tóc nhuộm màu sáng để giúp cái tóc không bị vàng ố. Và vegan thì phải, và không có sulfate trong đây, và cũng giúp tóc nhuộm giữ màu. Các bạn thấy mình mua hai chai to như vậy các bạn cũng hiểu là mình yêu thích nó, chỉ là sau khi có Olaplex thì mình chỉ lo thị tẩm em kia thôi mà mình quên mất em này. Nó có cho cái kết quả gì khác biệt không mà mình lại tốn tiền như vậy? Nó cho một cái sự khác biệt rất là lớn, đặc biệt là khi mà chúng ta xài một thời gian dài chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Trong khi đó thì những cái dầu gội mà drugstore thì các bạn chỉ có cảm giác là nó tốt mà thôi, nhưng mà thật sự các bạn thấy là tóc vẫn hư tổn, vẫn chẻ ngọn, vẫn bị đứt gãy rất nhiều. Cho nên hoặc là khi mà các bạn ở trong shower, các bạn tắm, các bạn đang gội đầu tóc ướt á, các bạn đó là lúc mà các bạn cảm nhận được rõ nhất là tóc mình đang có hư tổn, đang có bị yếu hay không, là tóc nó có độ dai hay không, nó còn khỏe chắc hay không, hay là nó bủng ra trong khi mà nó ướt như vậy. Một cái mái tóc mà có bóng bẩy này nọ thì nó không nói lên được là cái mái tóc đó có thật sự chắc khỏe hay không. Hồi nãy mình nói là mình bình thường mình không xài dầu xả, mình chỉ xài qua mask luôn. Thì những cái mask mà mình yêu thích đó là của Kevin Murphy, đó là dạng như là treatment mask. Packaging nó rất là lạ, nó kiểu như vuông vuông như vậy nè. Đây là cái dòng mới, nó mới ra thì nó có tinh thể crystal. Nói chung là đây là dòng gọi là crystal, thì đây là cái crystal angel, là cái giúp cho tóc có một cái độ sáng, làm cho tóc bóng hơn, nhìn nó đẹp hơn. Đồng thời cũng có treatment giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt trong đây. Cái kế tiếp mình xài đó là Cool Angel, là những ngày mình thấy là mình chưa kịp đi touch up màu, thấy tóc bị xỉn màu, bắt đầu xỉn màu thì mình xài cái Cool Angel này. Nó có cái chất xanh tím nhưng mà như là cái dầu gội, nhưng mà đồng thời nó là treatment, cho nên nó cũng giúp tóc kiểu như là có một cái sức sống trở lại. Thì hai thằng này mình đặc biệt mình thấy là làm cho tóc mượt mà khỏe, nhưng mà không bị quá dày. Nó không kéo tóc xuống, nó không làm cho tóc kiểu như là bị bết vào da đầu. Tại vì cái texture của nó nằm ở giữa một cái loại mặt nạ tóc cực kỳ dày và một cái dầu xả lỏng. Đó, nó nằm ở giữa giữa vậy đó. Còn nếu mà ngày nào mà mình cảm thấy là tóc mình cần một cái mặt nạ dày cho tóc để giúp bổ sung tất cả những cái chất dinh dưỡng trong tóc này nọ bla bla bla, thì có hai loại mình recommend. Cái thứ nhất mình hết rồi, mình quăng cái hộp đi rồi, thì đó là Pureo. Cái đó thì rất là tốt, các bạn xài các bạn thấy là tóc khỏe hơn chẳng hạn, hoặc là nói chung là rất là mượt. Cái mask đó là một trong những cái mask mình xài mình thấy là làm cho mượt tóc nhất, là kiểu như là cái cảm giác mượt ơi là mượt luôn á. Nhưng mà cũng vì vậy cho nên đôi lúc mình lại thật sự không thích lắm, tại vì nó làm quá mượt cho nên tóc nó không có được cái độ dày á, nó không có phồng lên. Cho nên bạn nào thích tóc suôn mượt thì có thể xài cái đó, rất rất là mềm tóc luôn. Nhưng mà có một cái nó không làm mềm tóc được tới như vậy, nhưng mà làm cho tóc cũng rất là mềm nhưng mà lại không làm cho tóc bị bết xuống như vậy, đó chính là cái Amica Triple RX Mask. Thì cái này tuy là cái texture của nó lại đặc hơn, nhưng mà sau khi gội xong này nọ thì tóc mình nó vẫn khá là bouncy, là khá là bồng, nó không có bị trĩu xuống. Và đặc biệt là giá này cũng rẻ hơn của Briogeo nữa, cho nên tùy vào mục đích sử dụng mà các bạn có thể chọn một trong hai loại mặt nạ này. Ok, là hai món cuối của chúng ta ngày hôm nay. Đương nhiên là có rất nhiều sản phẩm mình xài khác nữa, nhưng mà nó không make the cut, có nghĩa là cũng không đáng để mà mình show trong video này. Đây là một cái mà mình xài từ nào giờ rồi thì mọi người cũng biết, đây là chai Tresemme Heat Defense Spray, là chai xịt heat protector, bảo vệ tóc khỏi nhiệt. Trước khi uống tóc này nọ thì nào giờ mình đều xài chai này, tại vì nó rẻ như vậy thôi. Và khi xài thì mình thấy là đúng thiệt là nó cũng có bảo vệ tóc khỏi nhiệt. Mình có nghe một hairstylist bảo là cái mà gọi là heat protector đơn giản nó chỉ là những cái mà cream hoặc là spray, tất cả những cái nào mà chẳng hạn như là có một cái màng giữa tóc và cái nhiệt đó là nó đã bảo vệ tóc rồi, khá là rẻ, 3-4 đồng gì đó thôi. Cái này nó hơi bị rít tóc á, nó có nhiều silicone trong đây cho nên nó khá là rít tóc. Cái mới mà mình vừa mới mua để thay cho cả cái này và cái leave-in conditioner. Nói chung chai này nó thay thế cho thứ nhất là leave-in cream conditioner. Nó đơn giản, các bạn cứ nghĩ như là nó như là kem dưỡng ẩm vậy đó, để cho, nhưng mà dành cho tóc. Chúng ta xài sau khi chúng ta gội này, gội tóc xong. Cái thứ hai là nó thay thế cho styling cream để giữ cho cái nếp tóc nó đẹp hơn và làm cho tóc nhìn nó dày hơn. Và cái thứ ba đó là heat protector.
là như nãy mình có nói là để bảo vệ tóc khỏi nhiệt, khi mà chúng ta tạo kiểu tóc bằng những cái hot tool, những cái mà uống tóc hay là kẹp tóc này, sấy tóc chẳng hạn, cái chai nhỏ xíu này nó có thể thay thế tất cả. Và mình thấy là Caitlyn Light cũng rất thích chai này và mình xài, thực sự mà nói mình đã xài mới 3 lần thôi nhưng mà mình cực kỳ ưng. Chỉ có điều khá là tốn á, tại vì tóc mình rất là nhiều mà muốn thoa cả đồ và nó dạng cream như vậy, mặc dù nó rất là đặc luôn, cho mình nghĩ những bạn nào mà tóc không quá nhiều thì không cần phải lo, nhưng mà cái đầu như mình thì cần phải lo. Cho nên đó là mình nghĩ đó là cái điều phàn nàn duy nhất mà mình có của sản phẩm này, nó làm cho tóc mình rất mềm. Trời, nó mềm cực kỳ mềm luôn. Nói chung là rồi thì rất là đã, và cái kiểu tóc cũng giữ được rất là lâu nữa. Bình thường mình sấy cái loại lọn to như vậy với là cái Dyson Airwrap của mình á, cái ống to, thường mình chỉ giữ được cái kiểu này sau một đêm thôi. Ngày thứ hai nó sẽ chuyển sang cái dạng là sấy bồng hơn một tí, chứ không phải, chứ không còn những cái lọn xoăn nhỏ dưới đây nữa. Nhưng mà khi mình xài cái này thì mình thấy ngày thứ hai nó vẫn giữ được cái lọn xoăn đó, không cảm giác là tóc bị hư tổn tí nào hết. Đối với mình nha, mình thấy là chăm sóc tóc còn khó hơn là chăm sóc da nữa. Vậy là tổng kết đã hết cái video mình giới thiệu những cái hair care routine, là tất cả những cái sản phẩm mà mình xài và mình recommend tới mọi người. Nếu như mà các bạn có câu hỏi nào về kiểu tóc của mình thì các bạn có thể nhắn qua Instagram hoặc là để dưới comment ở dưới để mình có thể quay video tiếp theo và trả lời câu hỏi cho các bạn. Nên gói gọn video ở đây tại nó cũng khá là dài rồi. Các bạn có thêm câu hỏi gì thì cứ hỏi mình nha. Trước khi kết thúc video thì các bạn nào chưa subscribe và các bạn là người xem mới thì hãy subscribe cho mình nha, cái nút đỏ ở phía dưới. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye.